Mới đây tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với ba tập đoàn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tăng cường hợp tác giữa các tập đoàn này. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo EVN PVN TKV đã trình bày những khó khăn vướng mắc đang tồn tại và đề xuất những giải pháp kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Các kiến nghị đã được Ủy ban và Bộ Công Thương lắng nghe, giải đáp. Đồng thời các đơn vị chức năng của hai cơ quan cũng đã đề xuất những giải pháp, phương án khả thi, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Các kiến nghị liên quan đến Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể, tập trung tháo gỡ các vấn đề về đầu tư xây dựng, giá điện và giá nhiên liệu cho sản xuất điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu trong mọi tình huống, ba tập đoàn phải cung ứng đủ nguồn cung năng lượng cho đất nước. Các tập đoàn cần cân nhắc kỹ lưỡng để báo cáo chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ Công Thương, còn những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì đề xuất hai cơ quan sớm giải quyết trong quá trình hoạt động cần có sự chia sẻ giữa các tập đoàn để hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã được thẩm định